Chương 661, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tại bến tàu Philadelphia. Lúc này sương mù đã dần tan đi, mặt trời cũng đang từ từ nhô lên, khắp mặt biển óng ánh sắc vàng, nhưng có người sắc mặt lại như mưa dầm. Người đâu? Satang vui vẻ đưa người chạy tới, nhưng lại chỉ thấy một chiếc xe nát trống rỗng. Hiếm khi thấy Đường Dạ không đeo kính, vẻ mặt hoảng hốt đứng quay lưng lại với biển, không biết đang nghĩ gì. Thấy có người tới, anh mới khẽ ngẩng mắt nhìn, giọng điệu u ám nói, bị người của Lục Đình Kiêu đưa đi rồi. Có người có thể đưa người trong tay cậu đi sao? Sắc mặt Satang nhất thời khó coi vô cùng. Là Đường Lãng, rõ ràng trông sắc mặt Đường Dạ cũng không tốt lắm. Con mắt Satang nheo lại, Đường Lãng. Chẳng trách ban nãy Lục Đình Kiêu lại chịu thỏa hiệp, giả vờ cũng giống lắm. Còn cố tình có kẻ mặc cả, phí lời với lão bộ trưởng kia kéo dài thời gian, chính là để Đường Lãng có đủ thời gian để âm thầm đi cứu người. Chết tiệt, không ngờ Satang mà lại cũng có ngày bị trùng ghế. Anh đã cố tình cử Đường Dạ đưa Ninh Tịch đi, nhưng không ngờ người tới lại là Đường Lãng. Nghe thấy vậy, Phong Tiêu Tiêu và Phong Tấn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng là ai mà ngờ được Đường Lãng mất tích hơn nửa năm nay, giờ lại thành người của Lục Đình Kiêu. Sao có thể thế được, không thể nào có chuyện này được. Phong Tiêu Tiêu không thể tin nổi, nhị sư huynh không thể nào lại phản bội chúng ta được. Cô và Đường Dạ còn cả Đường Lãng ba người từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột thịt, nên cô khó lòng mà chấp nhận được sự thật này. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, Đường Dạ cũng đâu thể bịa chuyện được. Hơn nữa, vừa nãy Đường Dạ còn đích thân đối đầu với Đường Lãng, lúc này chắc tâm trạng của huynh ấy còn tồi tệ hơn nữa. Phong Tiêu Tiêu sợ đại sư huynh buồn nên không dám hỏi kỹ. Cô biết, tuy thường ngày hai người hay đánh nhau, nhưng thật ra tình cảm của hai người rất tốt, lúc nào cũng vào sinh ra tử với nhau, khi làm nhiệm vụ hai người cũng phối hợp ăn ý với nhau nhất. Với thực lực của cậu mà lại dễ dàng thua cậu ta sao? Trong mắt Satang thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, rõ ràng không hề tin lý do này của Đường Dạ. Dù Đường Dạ không thắng được nhưng cũng không thể thua, lại còn thua nhanh như vậy. Lần nào hai người đánh nhau mà chẳng đánh tới cả nửa ngày, có khi đánh 3 ngày 3 đêm liên tiếp vẫn không phân thắng bại cũng là chuyện bình thường. Thật ra Phong Tiêu Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ là cô không tiện hỏi. Kỳ thật, trong lòng cô hơi nghi ngờ về việc đại sư huynh mềm lòng. Đương nhiên, chuyện này cô cũng không dám nói ra. Đường Dạ thần sắc cứng nhắc, cũng không giải thích, thua chính là thua. Lúc này, Phong Tấn nhìn đồng hồ rục, lên thuyền đi, phải lên đường rồi. Satang không hỏi gì nữa, quay người nhìn chằm chằm vào thành phố vẫn đang ngủ say phía sau. Ngón tay thon dài vuốt đám tóc bạc đang lay động trong gió biển ra, để lộ ra con mắt bị tóc che lấp chưa từng lộ ra trước mặt người khác. Con mắt phượng còn đẹp hơn mắt của phụ nữ này, thế mà lại có một vết sẹo cắt ngang qua mắt, tuy vết sẹo đã mờ nhưng vẫn phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ của con mắt ấy. Có điều như vậy lại càng tôn lên sự cuồng dã nguy hiểm của kẻ được mệnh danh là vua của thế giới ngầm. Hừ, Lục Đình Kiêu, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Tới lúc đó, tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao. Chương 662, tiểu sư muội trở thành bà chủ. Đây, sao Lục phu nhân lại ở đây? Lão bộ trưởng cùng thượng úy không ngờ sẽ thấy phụ nữ xuất hiện ở đây, hai người đều tỏ ra kinh ngạc. Lục Đình Kiêu cũng không nói nhiều, anh cởi áo khoác ra bọc lấy cô rồi cẩn thận ôm chặt lấy. Naka lúc này sao có thể không hiểu được. Lục Đình Kiêu không hoàn toàn tin tưởng bọn họ và đã sớm chuẩn bị phương án thứ hai. Nét mặt già nua của Naka có chút khó xử, nói cho cùng chuyện này cũng là do ông ta xử lý không ổn thỏa. Muốn qua mắt người ta nhưng từ đầu tới cuối đều bị người ta nhìn thấu. Vậy nên, ông ta vội vàng ân cần tiến tới, muốn cứu cánh, ngài Lục, mời đi bên này, tình trạng của Lục phu nhân lúc này e rằng cần phải cứu trị kịp thời, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y bác sĩ tốt nhất rồi, môi trường bệnh viện ầm ĩ phức tạp. Ngài có thể để phu nhân tới thẳng nhà tôi để dưỡng thương. Việc Lục Đình Kiêu muốn làm nhất lúc này chính là đưa Ninh Tịch về nước, nhưng trên đùi Ninh Tịch có vết thương và có lẽ còn rất nhiều chỗ bị thương khác nữa mà anh không biết. Tình trạng của cô lúc này quả thật không hợp đi đường dài, phải lập tức chạy chữa. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu chọn tạm thời ở lại, làm phiền ông rồi. Việc này cũng xem như nể mặt lão bộ trưởng. Đa càng nghe vậy, thân tình căng thẳng cuối cùng cũng dần giãn xuống, vội gọi đội ngũ y bác sĩ tới. Các bác sĩ mới sáng sớm đã tập trung lại hết ở phía sau nên rất nhanh đưa cáng chạy tới. Xin Lục tiên sinh đây hãy đặt phu nhân cẩn thận nằm xuống cáng. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đặt Ninh Tịch lên đó. Nhưng vừa đặt người xuống, cô gái vốn đang ngủ yên bỗng tỉnh lại theo bản năng ôm chặt lấy cổ Lục Đình Kiêu. Cô nhíu mày lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không, đừng. Vì đã lâu cô không được uống nước nên giọng đã khản đặc lại, nói không lên lời, tiếng nhỏ như mèo kêu, nghe càng đáng thương hơn. Lục Đình Kiêu nhất thời mềm lòng lại bế cô lên, vỗ nhẹ lên người cô, đừng sợ, có anh ở đây. Khụ 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 khụ. Đường Lãng trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh thấy tiểu sư muội yếu đuối như vậy, lại còn cả một Lục Đình Kiêu dịu dàng đến thế nữa. Như gặp phải ma vậy, hết cả hồn. Ngài Lục, tình cảm của ngài với phu nhân thật tốt,
Ngài, cứ bế cô ấy trước vậy, đừng chạm vào vết thương của phu nhân là được. Một bác sĩ cười nói. Lục Đình Kiêu vốn cũng không định đặt cô xuống nữa, ai mà nỡ chứ. Đường Lãng bỗng nhớ ra chuyện chính, vội chêm vào một câu. Boss, thứ tôi cần, anh hứa sau 3 ngày sẽ đưa cho tôi, anh không quên đấy chứ. Mắt Lục Đình Kiêu không hề rời khỏi cô. Vậy tôi lượn trước đây, Đường Lãng cáo từ. Có nước không? Lục Đình Kiêu hỏi bác sĩ. Đường Lãng bị ngó lơ. Thôi bỏ đi, lượn cho khuất mắt người ta nào. Trong mắt Boss giờ chỉ có tiểu sư muội thôi, những cái khác đối với anh mà nói chẳng khác gì phù du cả. Hai, không ngờ, đúng là không ngờ. Đi một vòng lớn, cuối cùng tiểu sư muội vẫn trở thành bà chủ. Tiểu sư muội của anh giỏi lắm. Chương 663, ông xã. Tại nhà của bộ trưởng Naka, Lục Đình Kiêu ngồi cạnh giường nắm chặt tay Ninh Tịch. Các bác sĩ đang bận rộn lấy máu của Ninh Tịch để xét nghiệm toàn thân cho cô, tránh để cô mắc phải bệnh khác hay bị tiêm phải thuốc gì. Lông mày Lục Đình Kiêu từ đầu đến cuối đều cau chặt, không hề thả lỏng tinh thần. Ngài Lục, xin ngài hãy đợi một chút, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm. Cô ấy sốt cao quá. Vì vết thương bị nhiễm trùng, đây là hiện tượng thường thấy. Cũng may Lục phu nhân đã tự mình xử lý qua vết thương, nếu không để viên đạn trong cơ thể quá lâu chiếc chân này cũng không thể giữ lại được. Lúc này, sắc mặt Lục Đình Kiêu trở nên u ám. Bàn tay nắm chặt lấy tay Ninh Tịch càng siết chặt hơn, chỉ ra ngoài có một ngày ngắn ngủi mà lại thành ra thế này, sao anh có thể không đau lòng được. 2 tiếng sau, rốt cuộc cũng có kết quả kiểm tra. Ngài Lục, có kết quả rồi, cơ thể Lục phu nhân đều bình thường, ngoài vết thương bị trúng đạn trên chân ra những chỗ khác không có vấn đề gì cả. Nghe thấy kết quả, không chỉ Lục Đình Kiêu mà Naka cũng thở phào, ông ta lập tức dặn dò mọi người phải chăm sóc cô cẩn thận, sau đó sắp xếp cho 2 người căn phòng tốt nhất. Vì tưởng Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch là vợ chồng thật nên đương nhiên ông ta xếp cho 2 người một phòng. Lần này Ninh Tịch bị thương nặng, ngủ nguyên 1 ngày 1 đêm mà vẫn không tỉnh dậy, có điều may mà cũng đã hạ sốt. Lão bộ trưởng muốn lấy lòng Lục Đình Kiêu, cố tình mở một bữa tiệc mời không ít quan chức cấp cao và các chùm làm ăn lớn trong nước tới. Trong bữa tiệc, ai cũng tỏ ra thân thiết khen tặng Lục Đình Kiêu. May mà lần này Lục phu nhân không có chuyện gì, nếu không chúng tôi thật sự khó tránh khỏi tội lỗi. Đúng vậy đấy, Lục phu nhân quả là có quý nhân phù trợ. Chuyện Ninh Tịch là vợ anh, Lục Đình Kiêu từ đầu tới cuối không hề giải thích. Trong chuyện này, sự khác nhau giữa vợ và tình nhân là rất lớn, chỉ một phụ nữ bình thường mà muốn để cả nước X điều động lực lượng quân đội, hiển nhiên là không thể nào, nên lúc đầu anh mới nói thẳng luôn Ninh Tịch là vợ anh. Những người này cũng không thể thật sự đi tra xem rốt cuộc anh đã kết hôn hay chưa. Tuy Lục Đình Kiêu đã sớm quen với những bữa tiệc kiểu này, nhưng lúc này rõ ràng là anh không hề để tâm tới. Tâm trí anh lúc này đều đang hướng hết về người con gái còn chưa tỉnh lại kia. Cũng không biết sau khi cô tỉnh dậy phát hiện mình đang ở chỗ lạ liệu có sợ không, không biết có chỗ nào thấy khó chịu không. Mọi người vẫn đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Lục Đình Kiêu một tay chống đầu, tay còn lại bưng rượu, ngón tay gõ gõ lên chiếc ly thủy tinh theo tiết tấu. Tư thế này, rõ ràng là bắt đầu mất kiên nhẫn muốn chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Đúng lúc anh đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng có người chạy vào phòng tiệc. Nói chính xác thì là có một người bỗng nhảy vào. Chỉ thấy Ninh Tịch một chân đứng đó, mặc một chiếc váy ngủ trắng rộng, mái tóc dài lộn xộn xõa xuống bên vai, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vẻ mặt hoảng hốt giống như vừa trải qua chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Mãi tới khi ánh mắt cô xuyên qua chiếc bàn dài nhìn thấy người đàn ông đang bưng ly rượu ở tận đầu bên kia, cô mới thoáng thấy yên ổn. Cô nằm mơ, mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cô mơ thấy Lục Đình Kiêu vì cứu cô mà bị chết trong lửa đạn. Boss! Sau khi thấy Lục, chương 666, ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, đầu bên kia di động trầm mặc tầm 10 giây. Cuối cùng Ninh Tịch cũng không đợi nổi. Alo, alo, Giang Mục Dã, Giang Long Vàng, ông vẫn còn đó chứ? Mẹ kiếp, mất tín hiệu à? Lúc mấu chốt lại mất hút là sao? Alo, alo, alo. Ninh Tịch vô cùng lo lắng, còn đang chuẩn bị cúp máy thì di động chuyển đến hơi thở mong manh của Giang Mục Dã, tôi... À, ông vẫn còn đó à? Nhanh nhanh nhanh, mau dạy tôi nhanh, Ninh Tịch thúc giục. Tôi, dạy cái đầu bà ý, ông đây đã bao giờ tỏ tình với đàn ông bao giờ đâu, làm sao ông đây biết phải tỏ tình kiểu gì, Giang Mục Dã thở hổn hển nói. Ai nói ông không có, lúc còn đi học tôi từng nghe có một em trai tươi ngon mơn mởn được ông tỏ tình cơ mà, lúc ấy người ta còn đồng ý đấy, Ninh Tịch cực lực phản bác. Ninh Tiểu Tịch, nói cái đầu bà ý, lúc đó tôi chỉ đùa thôi. Không được không được. Anh có cảm giác mình sắp bị tức chết rồi. Giang Mục Dã hít sâu một hơi mắng. Cái loại chuyện này bà còn hỏi tôi cơ à? Kinh nghiệm chinh chiến đầy mình của bà đâu rồi? Ninh Tịch nhướng mày, sao có thể đem chuyện này so sánh với việc xử lý mấy tên cặn bã kia được? Mấy tên đó có cần tỏ tình đâu. Ngay cả Tô Diễn cũng là do hắn ta chủ động tỏ tình với tôi. Đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Tôi thật sự không biết làm thế nào. Chờ một chút, tôi còn chưa hỏi bà đâu.
mới nãy bà nói cần phải tỏ tình với một người đàn ông, là ai hả? Bà lại chuẩn bị tiêu diệt mầm non nhà ai hả? Giang Mục Dã cảnh giác hỏi. Cậu của ông đó. Giang Mục Dã cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp Ninh Tịch. Sao tự dưng bà lại đổi ý hả? Có gì lạ đâu, lần này là cậu của ông cứu tôi nha, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp thôi. Ninh Tịch nói như đúng rồi. Nghe được câu này, Giang Mục Dã hoàn toàn không hình dung nổi tâm tình của mình bây giờ, yên lặng hồi lâu mới hỏi tiếp, chỉ vì như vậy. Nếu như ban đầu người đi cứu cô là mình chứ không phải là Lục Đình Kiêu thì sao? Vậy có phải cô cũng sẽ? Vậy mà anh lại chắp tay dâng cơ hội cho người ngoài hưởng, thế là lại nhường cho Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch, không thế thì là gì? Cái suy nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Giang Mục Dã, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hỏi ra miệng, nếu lúc ấy người cứu bà là tôi thì sao? Liệu bà có lấy thân báo đáp tôi không? Đầu bên kia Ninh Tịch trả lời không chút do dự, làm sao có thể, tôi có bị ngu đâu. Giang Mục Dã. Ninh Tiểu Tịch, bà đi chết đi, bà muốn đi hỏi ai thì hỏi, dù sao ông đây cũng báo biết. Này này này, sao tự dưng lại trở mặt chứ hả? Ông tới thắng hả? Sao tự dưng nóng nảy như vậy? Phán. Thôi mà, giúp tôi nghĩ đi mà, người tôi có thể bàn bạc cũng chỉ có mình ông thôi mà. Bà già này không dễ gì mới động lòng được một lần, Ninh Tịch đau khổ nói. Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi, bà dám nói thế với đám bạn trai cũ của bà không hả? Bộ ông không phải hả? Giang Mục Dã hoàn toàn không muốn tự tìm ngược nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô đi. Bà bị ngu à? Cậu tôi vốn thích bà rồi còn phải tỏ tình cái gì? Nói thẳng không phải là xong rồi sao? Cái đồ không có tí tế bào lãng mạn nhà ông, sao có thể làm vậy được? Tôi nhất định phải cho người tôi yêu một trải nghiệm lãng mạn khó quên. Bước tỏ tình này tuyệt đối không thể thiếu. Bye! Giang Mục Dã thẳng thắn cúp máy. Bạn tốt lông vàng của ngài đã bị thương nặng. Hự hự hự, hu hu hu. Chương 667, Tiểu Tịch Tịch, cô muốn tỏ tình với ai? Thấy Ninh Tịch với Giang Mục Dã nói chuyện lâu như vậy, Lục Đình Kiêu có hơi để ý, tới giờ uống thuốc rồi. À, tới ngay, Ninh Tịch cúp máy. Đang chuẩn bị trả di động lại cho Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch lại một lần nữa trợn to mắt. Cái này. Hình nền điện thoại ấy thế mà là tấm ảnh chụp hình Hàn Quốc khi bọn họ đi chơi công viên trò chơi lần trước. Tấm hình buồn nôn thế này cô còn tưởng Lục Đình Kiêu chỉ vì chiều bọn họ mới chụp mà thôi, không ngờ. Trời ơi, sao đại ma vương lại có thể dễ thương đến thế này chứ hả? Cô cũng muốn cài tấm hình này làm hình nền điện thoại lắm chứ. Đáng tiếc là điều kiện không cho phép, sợ sẽ tạo ra scandal không cần thiết. Cơ mà hình nền di động hiện giờ cô cũng rất thích, hơn nữa cực kỳ có ý nghĩa. Đó là bức tranh đầu tiên Tiểu Bảo vẽ cho cô đó. Có không ít người trông thấy còn hỏi cô họa sĩ vẽ bức tranh này là ai, thậm chí còn cầu cô giới thiệu nữa đó. Cơ mà tất nhiên là cô không thể giới thiệu Tiểu Bảo với người ngoài được rồi. Lục Đình Kiêu thấy cô nhìn chằm chằm vào hình nền di động của mình, không được tự nhiên đưa tay lấy lại di động, sau đó mới đưa thuốc cho cô. Ninh Tịch nhìn mười mấy viên thuốc lớn nhỏ kia, đầu như bị phình to ra, sao mà nhiều thế vậy, phải uống hết sao? Y tá quèn đứng một bên bưng khay vội vàng giải thích, Lục phu nhân, phải uống hết đó, ngài vẫn còn sốt nhẹ, hơn nữa vết thương còn bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, trừ cái này ra, ngài. Y tá quèn lèm bèm nói một đống thứ, cơ mà đại ý vẫn là không thể thiếu bất cứ một viên nào. Ninh Tịch chỉ có thể nhìn về phía Lục Đình Kiêu xin giúp đỡ. Nhưng mà sắc mặt Lục Đình Kiêu không cho Ninh Tịch bất kỳ đường sống nào, thậm chí còn nghiêm nghị nói, không muốn uống thuốc thì lần sau đừng có nghịch ngu. Ninh Tịch chớp mắt một cái, chồng à. Lục Đình Kiêu, uống xong sẽ cho em ra ngoài chơi, trong vườn có nuôi hươu sao? Hai mắt Ninh Tịch sáng lên, lập tức ngoan ngoãn uống hết thuốc. Mặc dù cô thật sự sợ uống thuốc nhưng không đến nỗi nhất định không chịu uống, chẳng qua là cô muốn tranh thủ sự ấm áp của Lục Đình Kiêu mà thôi. Chỉ có trước mặt anh, cô mới có thể buông thả cho sự yếu đuối và tự do của bản thân. Y tá quèn đứng cạnh nhìn hai người mà hâm mộ đến lệ rơi đầy mặt, yêu chiều quá rồi. Hoàn toàn là coi thành con gái mà dỗ rồi. Ngài Lục trời sinh đã lạnh lùng như vậy mà. Thật bất ngờ. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, Ninh Tịch liền bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tỏ tình. Uổng công cô còn tự nhận mình là người sát gái như thần. Kết quả chỉ một cái vấn đề nhỏ xíu này thôi đã có thể làm khó cô rồi. Thật ra thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Chủ yếu là đối tượng ở đây là Đại Ma Vương. Anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy nên cô cũng không thể làm quá mức qua loa, khó trách vì sao cô phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy, tối hôm đó Ninh Tịch tự dùng cái đầu tối dạ của mình tìm quân sư khắp nơi. Mà quân sư lần này tất nhiên là có cấp bậc cao hơn Giang Mục Dã. Alo, ai vậy? Đầu bên kia di động truyền đến giọng ngái ngủ, xem ra là đang ngủ mà bị đánh thức. Alo, nhị thiếu à, là tôi đây. Tiểu Tịch Tịch. Cô không sao chứ? Tôi nghe anh hai nói cô bị bắt cóc, còn trúng đạn, sao muộn thế này rồi cô còn gọi cho tôi, đã xảy ra chuyện gì? Đúng, là chuyện hết sức khẩn cấp, nhị thiếu, cầu cứu viện,
phải tỏ tình thế nào để đối phương có ấn tượng mà khắc cốt ghi tâm cả đời, đến chết cũng không quên. Ninh Tịch nói một hơi. Đầu kia di động, Lục Cảnh Lễ im lặng thật lâu mới đập đầu bôm bốc nói, tỏ tình, tiểu Tịch Tịch muốn tỏ tình với ai? Chương 668, cởi áo tháo thắt lưng hay là cơm bừng nước rót? Còn người Ninh Tịch quay quay vài lần mới trả lời, không phải tôi, là tôi hỏi giúp một người bạn. Nếu nói là cô thì lấy trình độ bảo vệ anh trai của con hàng này chắc chắn sẽ không dạy cho cô. Nhưng mà không ngờ Lục Cảnh Lễ lúc này thông minh đột xuất, căm phẫn nói dối, chắc chắn là chính cô thì có, cô muốn tỏ tình với tên trời đánh nào hả, tôi phải đi giết nó. Ninh Tịch nghe vậy nhướng mày, anh chắc chứ? Dĩ nhiên là chắc, đại đao của tôi đang khát máu đây. Ninh Tịch bật cười, con hàng này quả nhiên trung thành với anh của mình mà. Nếu Lục Cảnh Lễ đã biết thì nhất định sẽ không chịu giúp cô, như vậy Ninh Tịch không thể làm gì khác hơn là dùng vài phương pháp đặc biệt. Vì thế Ninh Tịch cố ý dùng giọng điệu uy hiếp nói, anh không cần biết là ai, dù sao thì sau này anh cũng biết thôi. Sao, có dạy hay không? Nếu không dạy thì tôi nhờ anh trai của anh dạy. Ninh Tịch muốn cho Lục Đình Kiêu một bất ngờ thì tất nhiên không thể nói cho Lục Cảnh Lễ biết người cô muốn tỏ tình là ai. Nếu không lấy tính tình của con hàng này thì nhất định sẽ không nhịn được mà đi nói ngay cho Lục Đình Kiêu. Vậy còn ngạc nhiên cái dám gì nữa? Tiểu Tịch Tịch, sao cô có thể như vậy hả? Bảo anh tôi dạy cô thì anh tôi còn không đau lòng đến chết à? Tiểu Tịch Tịch, bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định không thích cô nữa. Cô làm cho tôi quá thất vọng. Hộ anh cuồng ma, Lục Cảnh Lễ bắt đầu đốt cháy tiểu vũ trụ. Ninh Tịch cô nén cười, hừ hừ, thế cho nên cá vàng nhỏ, anh có định dạy hay không? Không dạy tôi sẽ phải đi hỏi anh hai của anh thật đấy. Cô... Lục Cảnh Lễ đau khổ muốn chết nói, được, tôi dạy, còn nữa tôi không phải cá vàng, tôi là cá chép. Đau khổ đến vậy vẫn không quên vấn đề này. Rõ ràng là cá chép mà sao lại thảm hại đến vậy? Thật đau lòng mà. Vậy thì nói nhanh lên, Ninh Tịch một bên thấp giọng, một bên cẩn thận nhìn về phía phòng tắm một cái. Lục Đình Kiêu đang tắm, cũng sắp xong rồi. Lục Cảnh Lễ không yên lòng nói, cô đắp bùn lên mặt rồi ngồi trên cái xe cút kít dắt theo một con lừa đi tới trước mặt người cô thích. Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết cắt lời anh ta, tức giận nói, Lục Cảnh Lễ. Anh mà không nghiêm túc tôi sẽ đi hỏi anh của anh. Lục Cảnh Lễ khóc lóc sướt mướt nói, nếu hắn ta mới biết yêu thì cô cởi áo tháo thắt lưng. Nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì cô phải cơm bừng nước rót tọng vào mồm hắn. Tôi chỉ có thể dạy cô như vậy thôi. Đây là tinh hoa tôi đúc kết cả đời đấy. Cụ thể thế nào thì cô đi mà tự hiểu. Muốn tin hay không thì tùy. Bye. Bạn tốt cá chép của ngài đã trọng thương. Lục Cảnh Lễ nghĩ từ một vài thông tin ít ỏi mà nói, thì ít. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio. Và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình. Và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 671, chỉ sợ không đủ kích thích. Trong bóng đêm âm trầm không có ánh trăng, chỉ có vài ba chấm sáng từ những ngôi sao treo trên bóng đêm đen như mực. Trong khung cửa sổ đã tắt đèn không có một tia sáng kia, tầm mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng hình. Sống lưng người đàn ông cứng ngắc hơi cúi xuống, một bàn tay đang đặt bên hông của cô gái đang quỳ trên giường, hai cánh tay cô đang vòng qua cổ anh, cần cổ hơi ngẩng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp. Nếu như nói những tin dữ của Lục Cảnh Lễ vừa rồi khiến cả thế giới của anh tan thành mây khói, thì hiện tại, đại khái là mình là ai Lục Đình Kiêu cũng không biết. Quá bình tĩnh. Đối phương giống như là bị sét đánh trúng không nhúc nhích gì. Điều này khiến Ninh Tịch hơi hoảng, đây là tình huống gì chứ hả? Bất kể là tốt hay xấu cũng phải cho chút phản ứng chứ hả? Còn hại cô chuẩn bị lâu như vậy, lại tốn bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được. Giọng điệu Ninh Tịch khó tránh khỏi có chút tủi thân. Này, Lục Đình Kiêu, em đang tỏ tình với anh đấy, anh có thể cho chút phản ứng được không? Cứ cho là từ chối. Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng có chút phản ứng nhưng mà cơ thể vẫn cứng nhắc như pho tượng, chỉ có hơi thở ấm áp phả tới cho thấy anh đang nói chuyện, em vừa mới. Nói cái gì? Em nói em đang tỏ tình với anh. Với, tôi. Không phải anh thì là ai? Một đoạn đối thoại ngắn ngủi xong rồi lại chìm vào im lặng. Cho đến khi trong gian phòng vang lên một tiếng hắt xì nhỏ như muỗi kêu, cái tình huống này mới bị phá vỡ. Hiện giờ đã là mùa đông, kể cả trong phòng có mở lò sưởi nhưng không mặc gì như thế vẫn sẽ bị lạnh. Một giây kế tiếp, thân thể Lục Đình Kiêu đã phản ứng trước đầu óc, nhanh chóng nhặt cái chăn bên cạnh lên bọc cô lại kín mít. Thật là, em ngại bệnh của mình vẫn chưa nặng sao? Ninh Tịch bị mắng thì rụt cổ lại, hít mũi một cái nhỏ giọng nói, chẳng lãng mạn gì cả, hại em nghĩ muốn đổ cả đầu, thậm chí còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ mới nghĩ ra được cách này, muốn cho anh có một lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên. Hắt xì. Mặc quần áo vào, quần áo của em đâu? Lục Đình Kiêu cảm giác mình sắp phát điên rồi. Không mặc,
anh còn chưa trả lời em mà. Ninh Tịch nhất định không nghe theo. Quần áo của cô vẫn ở trong chăn, bởi vì lúc nãy thời gian quá eo hẹp cho nên Ninh Tịch chỉ có thể chui vào chăn mà cởi áo tháo thắt lưng thôi. Lục Đình Kiêu nghe vậy, vẻ mặt trở nên khó diễn tả bằng lời, em còn cần tôi trả lời sao? Mắt Ninh Tịch sáng rực lên, sau đó tiếp tục truy hỏi, vậy anh có bất ngờ không, có khó quên không? Em cảm thấy cách tỏ tình này quá tầm thường, vẫn chưa đủ kích thích, đều do tên Lục Cảnh Lễ lắm mồm kia, vốn là em định chuẩn bị thêm vài thứ nữa, ít nhất đến mai mới nói với anh, kết quả thấy anh hiểu lầm, lại sợ anh nghĩ linh tinh nên mới đổi thành như bây giờ, làm em vội vội vàng vàng. Nghe cô lẩm bẩm, Lục Đình Kiêu thực sự không biết nên nói cái gì. Ngón tay thon dài bất đắc dĩ đỡ chán, cuối cùng nắm tay cô đặt lên nơi trái tim mình, giọng nói khàn khàn như âm hồn mới chui lên từ địa ngục trở về nhân gian, không đủ kích thích, tim của tôi cũng sắp ngưng đập vì em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Hừm, nghiêm trọng thế sao? Ninh Tịch chớp mắt một cái. Cô chỉ sợ không đủ kích thích, không đủ đặc biệt, nhưng không nghĩ tới rằng mình sẽ quá tay. Chương 672, bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn, nhưng mà sự thực đặt ngay trước mắt. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được trái tim Lục Đình Kiêu đang đập điên cuồng giống như bị dính virus vậy, nhiều khi còn chậm mất nửa nhịp. Ninh Tịch lúc này mới tin, cô chơi hơi quá, vì vậy cô bắt đầu đưa đẩy. Ôi, cái này cũng không thể trách em, muốn trách thì phải trách em trai anh ý, cách này là do anh ta dạy em đó, đều do anh ta quá đen tối. Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Lục Cảnh Lễ, anh ta hoàn toàn hướng cô theo con đường thuần khiết và an toàn, ai mà biết ma xui quỷ khiến thế nào. Lúc này tại biệt thự của Lục Cảnh Lễ, cá chép nhỏ nào đó đang ôm gối âm thầm rơi lệ, những ngày yên bình đã qua rồi, sau này không biết cuộc sống sẽ dầu sôi lửa bỏng đến cỡ nào. Hay là mình bỏ nhà đi bụi nhỉ, không không, hay là quy y cửa Phật luôn đi, mang tiểu bảo đi cùng. Và lúc này có đánh chết anh ta cũng không ngờ được, cái cảnh Ninh Tịch cơm bừng nước rót cho tên kia lại biến thành cảnh cởi áo tháo thắt lưng với anh trai mình. Mà giờ phút này, ánh mắt chăm chú của Lục Đình Kiêu đang nhìn thẳng vào Ninh Tịch, tựa như tia X muốn xuyên thấu thân thể của cô, nhìn rõ từng ngóc ngách bí ẩn nhất. Ninh Tịch bị nhìn như thế thì có chút sợ hãi, sao thế? Lục Đình Kiêu đưa tay ra sờ trán cô, sau mấy giây lại sờ thêm một cái, rồi lại sờ thêm cái nữa. Tới lần thứ tư thì Ninh Tịch hết nhịn nổi mới đè tay anh lại, đừng có sờ nữa, trán em bị anh sờ đến lõm mất một mảng rồi đó, em không sốt, cũng không uống rượu, không mộng du, rất tỉnh táo. Lục Đình Kiêu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, em xác định người trước mặt em là tôi sao? Ninh Tịch hoàn toàn chắc chắn và khẳng định. Lục Đình Kiêu, tại sao? Không thể trách được sao Lục Đình Kiêu lại có phản ứng hoài nghi như vậy, thậm chí đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Thật sự thì chuyện đêm nay có lẽ là biến cố bất ngờ nhất cũng lớn nhất trong cuộc đời anh. Nói là chuyện này lật đổ hết thảy những suy luận cùng phán đoán thông thường của anh cũng không quá đáng. Ninh Tịch tỏ tình với anh, cô nói, cô thích anh. Người mà cô tỏ tình không phải ai khác mà là chính anh. Chuyện hoàn toàn không có khả năng thế mà lại xảy ra. Tại sao? Nghe được câu hỏi này Ninh Tịch có chút hoảng hốt. Lục Đình Kiêu đang hỏi, tại sao lại là anh? Cô cũng đang tự hỏi mình, tại sao lại nói ra, tại sao lại nói cho anh biết? Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống bất ngờ ngoài ý muốn như thế này. Ban đầu, cô nghĩ sẽ chôn giấu tình cảm này cả đời, sau đó là chờ đợi một cơ hội, chờ đến ngày bản thân có thể sánh vai cùng anh, nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi. Chỉ có thể nói là, tình đã tới, còn muốn chối cũng không được. Kể từ sau khi Đại sư Huynh nói với Ninh Tịch rằng, Sa Tăng hẹn gặp cô ở Philadelphia cho đến giờ, tư tưởng của cô tự như đã xảy ra những biến chuyển đến long trời lở đất. Ngay cái lúc Ninh Tịch cho rằng mình sắp chết thật rồi thì cô phát hiện ra điều cô hối hận nhất chính là cái đêm lễ hội pháo hoa đó, hối hận vì không cho anh nghe thấy câu nói đó. Chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy đến trong tương lai, thế nên nếu như có thể thì đừng chờ đến ngày mai, cũng đừng chờ đến tương lai, có thể làm được thì phải làm luôn. Đây chính là nguyên nhân. Cho nên, mặc dù chuyện tỏ tình với Lục Đình Kiêu này vẫn là kết quả một phút xúc động của cô nhưng Ninh Tịch không hề hối hận. Ninh Tịch ngẩng đầu lên, lúc này trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh, trong mắt căng thẳng của anh cô khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của anh, trả lời, bởi vì, em phát hiện, là em thích ăn cải xanh hơn. Chương 673, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm với em sao? Vừa dứt lời, không đợi cô rời đi thì trong ánh mắt lạnh lẽo của Lục Đình Kiêu bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, giữ chặt lấy cái ót của cô hôn một nụ hôn sâu. Bên trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, loáng thoáng nghe được tiếng nước mập mờ cùng âm thanh quần áo ma sát vào nhau rất nhỏ dần dần khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng. Lục Đình Kiêu ôm cả Ninh Tịch lẫn đám chăn quấn quanh cô vào lòng, hôn đến tận cùng, bàn tay không khống chế lần vào dưới lớp chăn, từ cần cổ thon dài xinh đẹp của cô cho đến xương hồ điệp xinh đẹp nhất trên cơ thể cô rồi trượt theo sống lưng xuống dưới, cho đến khi chạm vào mảnh vải duy nhất trên người cô. Cô gái nhỏ này quả thật là không mặc gì từ đầu tới chân,
trừ một chiếc quần lót mỏng ra thì đúng là không có cái gì. Chết tiệt! Trên mặt Lục Đình Kiêu lộ ra vẻ sắp chịu hết nổi, anh nắm chặt lấy cằm cô, nụ hôn càng ngày càng trở nên hung bạo. Đầu óc Ninh Tịch lúc này đã nhuyễn như cháo, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang lướt qua da thịt mình khiến cô run rẩy từng cơn. Cảm giác xa lạ này khiến cô có chút không quen nhưng lại không có cảm giác chán ghét hay bài xích như trong quá khứ. Cho dù lúc này đối phương sắp mất đi khống chế trở nên vô cùng nguy hiểm thì cô vẫn yên tâm. Chỉ vì người này là anh. Ngay sau đó thân thể Ninh Tịch bị đè xuống giường lớn. Trong bóng đêm, đôi mắt của anh sáng lập lòe như dã thú đã đói bụng vạn năm, chặt chẽ khóa cô lại, mặc quần áo. Hô hấp Ninh Tịch đã rối loạn, khuôn ngực phập phồng kịch liệt nghe vậy thì ngẩn người, hửm. Tỉnh táo lại một chút, Ninh Tịch chớp mắt hỏi. Anh chắc chắn là muốn em mặc vào chứ? Sao em cảm giác như thế có chút sai lệch so với kịch bản gốc vậy? Kịch bản gì? Anh nhìn cô, giọng nói đè nén đến cực độ. Ninh Tịch nghiêm túc suy nghĩ một chút, chẳng phải là nam chính nữ chính thổ lộ nỗi lòng xong rồi thì củi khô bốc lửa. Đêm xuân ấm áp các loại cả đêm sao? Lục Đình Kiêu nghiến răng, cắn môi cô một cái coi như trừng phạt. Em chắc chắn cơ thể của em bây giờ chịu được. Cái giọng điệu nguy hiểm này khiến Ninh Tịch run run. Lập tức lắc đầu như chống bỏi. Dẫu cho trên người cô không hề bị thương mà khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi thì cô vẫn cảm thấy hơi quá sức. Ách, chờ một chút, cái này phải nói cho rõ. Anh thật sự không muốn làm theo tình tiết của kịch bản sao? Ninh Tịch nghĩ, sau đó nói, em nhớ, lúc mới quen có ai đó nói, chỉ chấp nhận quan hệ dựa trên tiền đề là hôn nhân thì phải. Lục Đình Kiêu híp hai mắt lại, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm với tôi? Ninh Tịch ngẩn ngơ, sau đó để anh lại nói, có chỗ không đúng. Kịch bản này không đúng, CH, chương 676, nhịn là không tốt cho sức khỏe đâu, câu trả lời của anh là hôn cô lần nữa. Ninh Tịch, chúng ta về nước nhé, bác sĩ nói rằng vết thương của em đã ổn định rồi, có thể di chuyển được rồi. Vâng, em đã muốn về từ lâu rồi. Hai người lại nằm trên giường quấn quýt một lúc lâu sau mới dậy. Lúc Ninh Tịch mặc quần áo, liếc xuống nhìn một cái liền mặt mũi méo xẹo, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống dưới nữa đều chi chít những dấu hôn. May bây giờ là mùa đông, có thể mặc áo cao cổ che đi. Nhưng mà lúc nói với cô y tá muốn mặc áo cao cổ vẫn khó trách khỏi ngượng ngùng. Cô y tá nhìn trông cũng không lớn tuổi nhưng là người đã kết hôn rồi, vừa nghe thấy yêu cầu của cô là biết ngay tại sao, bèn lập tức nói, ôi, ngài Lục cũng thật là, phu nhân vẫn còn đang bị thương mà, tại sao không biết kiềm chế một chút chứ, vết thương chắc chắn lại nứt ra rồi đúng không, cái chỗ đó rất dễ bị đụng phải, tôi còn đặc biệt nhắc nhở cậu ấy trong khoảng thời gian này tốt nhất là không nên ngủ chung mà. Vết thương của Ninh Tịch nằm ở đùi non, nếu như làm cái việc đó thật miệng vết thương đúng là rất dễ nứt ra lần nữa. Cô y tá rất lo lắng, vẫn cứ nói mãi chuyện này. Ninh Tịch đỡ chán, chỉ đành nói thẳng, chị y tá, không cần lo lắng, chúng tôi không có làm việc đó. Không ngờ y tá lại nhắc nhở Lục Đình Kiêu cả chuyện này, thật đúng là quá chuyên nghiệp. À, không làm thì tốt, ngài Lục thực sự rất yêu cô nha. Nhưng mà, cô y tá cũng không vì thế mà yên tâm ngược lại càng thêm lo lắng, nhưng mà... Cứ nhịn như thế không tốt cho sức khỏe của ngài ấy đâu. Bằng không tôi dạy cho cô mấy cách nhé. Không cần làm cũng có thể giải quyết. Cô không phải xấu hổ. Ninh Tịch, ôi. Hình như có cái gì đó sai sai. Chị y tá à, tại sao đột nhiên chị lại chuyển nghề sang dạy chuyện phòng thay thế? Đang nói chuyện gì vậy? Đúng lúc này Lục Đình Kiêu bước vào. Ninh Tịch vội tỏ vẻ trong sáng, không có gì. Đi thôi, vé máy bay đã đặt xong rồi. Ninh Tịch rất tự nhiên giơ hai tay ra. Lục Đình Kiêu bước đến, cúi xuống bế cô lên. Lúc hai người rời đi, Bộ trưởng Naka cùng một đám người đến sân bay tiễn đưa. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng này khiến cho người có diễn xuất tốt như Ninh Tịch cũng cảm thấy có hơi chột dạ. Lúc về, Lục Đình Kiêu đặt chuyến bay của hãng hàng không quốc tế mà không dùng trực thăng, bởi vì máy bay dân dụng bay ổn định hơn. Không gian bên trong khoang hạng nhất khá là rộng rãi thoải mái. Lục Đình Kiêu điều chỉnh lại ghế dựa thấp xuống, đắp chăn lông dê lên cho cô, ngủ một lát đi. Không ngủ được. Ninh Tịch lắc đầu, có chút lo lắng nói, Lục Đình Kiêu, anh nói xem. Nếu như đám người bộ trưởng Naka mà phát hiện ra anh lừa họ thì làm thế nào, chắc sẽ không dẫn đến những tranh chấp quốc tế chứ. Lục Đình Kiêu cười khẽ, thế thì chỉ có nước nhờ em cứu anh thôi. Hả? Ninh Tịch nhất thời ngần ra, ý của Lục Đình Kiêu lẽ nào là muốn làm giả thành thật. Vì không muốn làm khó cô, Lục Đình Kiêu dừng lại chủ đề này, anh đưa tay vớt phất tóc cô, đùa em thôi, yên tâm đi, bọn họ đã có cái mà họ muốn rồi, cho nên kể cả có biết cũng chẳng sao. Ninh Tịch gật đầu, thế mới yên tâm được phần nào. Lục Đình Kiêu nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, Ninh Tịch, anh có thể hỏi em vấn đề này không? Cái gì? Tại sao sự lựa chọn cuối cùng của em lại là anh? Vấn đề này ấy à? Để em nghĩ đã.
Ninh Tịch trầm ngâm một lúc lâu sau đó trả lời, 1% của nguyên nhân đương nhiên là vì anh chín chắn đáng tin cậy, lại đẹp trai và đối xử với em tốt như vậy nữa. Lục Đình Kiêu nhướng mày, còn 99% còn lại thì sao? Ninh Tịch chớp chớp mắt, 99% còn lại, đương nhiên là vì Tiểu Bảo rồi. Chương 677, đáng yêu quá, nhất thời không nhịn được. Ninh Tịch, 99% còn lại, đương nhiên là vì Tiểu Bảo rồi. Lục Đình Kiêu, hạng mục cộng điểm này của Tiểu Bảo có phải quá nghịch thiên rồi không? Nháy mắt một cái là đã được cộng thêm 99 điểm. Thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn thấy vẻ cười trộm như con cáo nhỏ của cô gái, vẻ mặt Lục Đình Kiêu đầy bất đắc dĩ, em đấy. Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu xuống máy bay đã là chiều tối, đến đón hai người chỉ có một mình tài xế. Cảnh lễ đâu? Lục Đình Kiêu thuận miệng hỏi một câu. Lái xe trả lời có vẻ lúng túng, nhị thiếu gia có việc bận, cho nên không thể tự đến được ạ. Nghe được câu này, Ninh Tịch lập tức nhướng mày, dài giọng nói, bận, tôi thấy anh ta không muốn gặp tôi thì có. Lái xe. Quả thật, Tịch tiểu thư đoán không sai tẹo nào. Nguyên văn nhị thiếu gia nói là, tôi không đi, tôi không muốn gặp cô gái đó nữa, sau này có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi. Lục Đình Kiêu đương nhiên là đoán ra được nguyên nhân tại sao Lục Cảnh Lễ không đến, có cần giải thích với nó một chút không? Ninh Tịch lắc đầu, xì một tiếng nói, không cần, đến lúc đó để tự anh ta nhìn thấy em muốn dọa chết anh ta, hứ, ai bảo anh ta thích lắm mồm. Tài xế nhìn hai người ngồi đằng sau, càng nhìn càng cảm thấy lạ, bầu không khí giữa hai người này sao cứ, hài thật khó giải thích. Anh ta vô thức liếc nhìn Trình trợ lý ngồi bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, tình huống gì thế này? Trình Phong giả đò ngó lơ không ừ hứ lấy một tiếng, dùng ánh mắt trả lời anh ta, anh hỏi tôi biết hỏi ai. Dù sao kể từ khi Ninh Tịch tiểu thư bị thương được cứu về, bầu không khí giữa hai người đó đã lạ rồi, cậu ta còn nghi ngờ có khả năng là trong hoạn nạn thấy chân tình rồi ấy chứ. Nhưng mà, rốt cuộc có đúng thế hay không thì vẫn cần phải quan sát. Dù sao thì lúc ở nước ngoài, hai người đó đóng giả làm vợ chồng, ai biết được rốt cuộc bầu không khí mập mờ cùng những biểu hiện ân ái đó của hai người là giả hay là thật. Trình Phong đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì ngồi ở ghế sau, Lục Đình Kiêu đột ngột nghiêng người sang bên cạnh hôn Ninh Tịch. Tài xế đang lái xe nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì trượt tay một cái, suýt chút nữa thì làm cái vô lăng gãy đôi. Ông chủ, tôi đang lái xe mà, ngài đừng có đột ngột hù người ta thế chứ. Trình Phong giờ thì mắt trợn tròn mồm há hốc, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, hay lắm, giờ không cần quan sát thêm nữa rồi. Thế này thì chuyện ở bên nhau là ván đã đóng thuyền rồi còn gì. Với tính cách của boss, nếu như không phải trong trường hợp đối phương đã siêu lòng thì sẽ không bao giờ có những hành vi tùy tiện như này. Trời ạ, cậu có nhìn nhầm không? Có phải đang nằm mơ không đấy? Boss cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi, Ở ghế sau, Ninh Tịch bị người ta hôn bất ngờ, cũng sững sờ chẳng kém gì anh tài xế và Trình Phong. Vội đẩy Lục Đình Kiêu ra, cho dù cô có bình tĩnh thế nào đi nữa thì lúc này gương mặt cũng không kìm được mà đỏ lên. Này, anh làm gì thế? Đang giữa ban ngày ban mặt đấy nhé. Quan trọng nhất là, đằng trước còn có người nữa mà. Lục Đình Kiêu nhìn cô, dáng vẻ bình tĩnh thong dong nói, vừa nãy em rất đáng yêu nên nhất thời không kiềm chế được. Ninh Tịch, đệt, thế lại là lỗi của cô à? Cô chỉ nói mỗi một câu muốn dọa chết Lục Cảnh Lễ thôi mà, rốt cuộc đáng yêu ở đâu chứ, có chỗ nào mà khiến anh không kiềm chế được, thế mà cũng có thể khiến anh hứng thú à? Thật đúng là, hoàn toàn không theo được suy nghĩ của Đại Ma Vương. Chương 678, cái gì, anh hai muốn nhảy sông? Đằng trước, tài xế vì đảm bảo an toàn cho chính mình rất tự giác đóng lại tấm vách ngăn phía sau, phi lễ chớ nhìn. Ninh Tịch phồng mồm trợn má, có vẻ rất bực tức, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ Lục Đình Kiêu vì 99 điểm vừa nãy cộng cho Tiểu Bảo mà cố tình trả thù cô. Nhìn thấy vẻ sinh động của cô gái nhỏ, ánh mắt của Lục Đình Kiêu dần dần tối thẫm lại như một xoáy nước sâu không đáy, hút lấy tâm hồn người ta. Lý do anh không kìm lòng được mà luôn nhìn cô, muốn thân cận cô, chỉ đơn giản là bởi vì anh không có cảm giác an toàn. Sau khi tới Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu đưa cô đến trước cửa nhà. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy loạn, Lục Đình Kiêu nghiêm túc dặn dò cô. Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, chắc chắn rồi, cái chân này của em dù có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lần này Lục Đình Kiêu lại tỏ vẻ nghi ngờ. Anh dám chắc, cho dù cả hai chân có bị trúng đạn đi nữa thì cũng không ngăn được cô chạy khắp nơi. Ninh Tịch cũng biết tiền án của mình quá nhiều nên chột dạ khẽ ho một tiếng, thật mà, đảm bảo không chạy lung tung, em thề đấy. Sau ba lần đảm bảo nữa, Lục Đình Kiêu mới miễn cưỡng tin tưởng, vậy anh đi đây. Hừm, đi nhanh thế à, vẫn còn sớm mà, không vào nhà uống chén nước rồi hẵng đi sao? Ninh Tịch vô thức mở miệng nói. Nhưng mà không hiểu sao vẻ mặt Lục Đình Kiêu thoáng cái đã trở nên nguy hiểm. Em có biết câu này đối với một người đàn ông mà nói có nghĩa là gì không? Mặt mũi Ninh Tịch đen xì ngay lập tức, khóe miệng méo sạch. Anh nghĩ cái gì thế? Chỉ là bảo anh vào nhà uống cốc nước thôi mà. Chỉ là ý ở trên mặt chữ mà thôi.
chứ đâu có mời anh gì gì đó. Lục Đình Kiêu, sao giờ đầu óc anh đen tối thế? Lục Đình Kiêu đưa tay tóm chặt eo cô, dùng sức thô lỗ nuốt lấy môi lưỡi cô như thể muốn thông qua nụ hôn này truyền lại tất cả cảm xúc chôn sâu trong lòng cho cô, bị lây của em đó. Ninh Tịch, lại là lỗi của mình à? Còn nữa, tại sao bây giờ Đại Ma Vương cứ hở ra một cái lại bắt đầu hôn hít thế? Sau khi rời khỏi Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu không về nhà ngay lập tức mà lại đi đến bờ sông. Boss, ngài không về nhà sao? Trình Phong chần chờ bước lên hỏi một câu. Rõ ràng là đã tu thành chính quả rồi, tại sao lại cảm thấy Boss vẫn còn nhiều tâm sự thế nhỉ? Dưới những cơn gió sông lành lạnh, Lục Đình Kiêu đốt một điếu thuốc, giọng điệu khá là bình thản. Trình Phong cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành đi trước. Lục Đình Kiêu hiển nhiên là đang muốn ở một mình, chút tinh tế này xê. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio. Và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình. Và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chương 681, tuyệt đối không để anh trở thành bạn trai cũ. Theo lý thuyết thì dựa vào thái độ của Ninh Tịch đối với anh, dường như cô ấy đã chấp nhận ở bên cạnh anh, nhưng Lục Đình Kiêu vẫn không hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn từ đâu. Bị Lục Cảnh Lễ nói linh tinh phân tích loạn xị ngộng một trận thế mà anh lại đột nhiên hiểu ra. Quan hệ của anh và Ninh Tịch, cho dù có xác định nhưng cũng như kiếp bèo giạt, gió thổi qua liền tan, quá yếu ớt dễ vỡ. Thế nên anh mới lo lắng được mất như thế. Nghe Lục Đình Kiêu trả lời, Lục Cảnh Lễ cũng không biết lấy từ đâu ra một cuốn vở nhỏ, viết xoèn xoẹt mấy nét bút như thể vừa tra sách trời, sau đó an ủi, anh hai, không có chuyện gì đâu, qua 7 ngày này là anh đã thành công rồi, đánh bại tất cả tình địch trong quá khứ. À không đúng, không phải tất cả, còn có Tô Diễn nữa, thời gian của Tô Diễn quá dài, mục tiêu quá cao, tạm thời chúng ta chưa nói đến, cứ vượt qua mấy ngày hôm nay đã rồi tính. Nói xong bèn vô cùng trịnh trọng vỗ vai Lục Đình Kiêu, anh hai, em sẽ giúp anh, nhất định em sẽ dùng hết bản lĩnh của đời em giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này, nhất định không thể để anh trở thành bạn trai cũ được. Bạn trai cũ, bạn trai cũ, bạn trai cũ, ba chữ kia quả thật như ba hòn núi lớn, đổ ập xuống người Lục Đình Kiêu, khuôn mặt anh ngay lập tức đen hoàn toàn. Anh nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Cảnh Lễ, có cảm giác như trên đó đang viết thời gian tử vong của mình vậy. Châu Giang Đế Cảnh. Lúc này, Tinh Tịch đang uốn éo trên ghế salon hóng hớt tin đồn trên mạng cũng không hề biết rằng có một chiếc xe lái từ bờ sông về rồi lẳng lặng đỗ dưới lầu nhà cô. Sau khi về nhà, vì trên máy bay Ninh Tịch đã ngủ đủ rồi nên hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn, bèn mở tin tức giải trí xem mấy tin gần đây, quan trọng nhất là để ý hiệu quả tuyên truyền của Thiên Hạ. Kết quả là không ngờ, vừa xem xong cô sợ giật cả mình. Cô chỉ không lên có mấy hôm thôi mà, hôm nay tin tức nào cũng liên quan đến Thiên Hạ, còn nổ ra một cuộc chiến. Nguyên nhân của cuộc chiến này là dưới nỗ lực không ngừng tuyên truyền của đoàn phim, Thiên Hạ chưa công chiếu mà đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng, lượt tiếp cận ngày càng nhiều. Có điều ngay từ đầu, mọi người đều chỉ tập trung về nam chính và nữ chính trong phim đầu tiên. Nhưng qua một thời gian thì lượng quan tâm nữ thứ Mạnh Trường Ca và nam thứ Tôn Hoán Khanh đã từ từ đuổi kịp và vượt lên. Một số người sau khi xem trailer phim lại bắt đầu quay ra đề cử, khen ngợi dàn diễn viên phụ, khiến cho danh tiếng của nam nữ phụ áp đảo hẳn nam nữ chính. Vì vậy, fans hâm mộ của nam nữ chính đương nhiên sẽ không vui. Ngòi nổ của mọi việc là trailer thứ hai. Đoàn làm phim thấy nam nữ phụ thu hút khá nhiều người quan tâm nên quyết định hùa theo sự yêu thích của quần chúng cho cắt ghép biên tập lại trailer tăng thời gian xuất hiện của Ninh Tịch và Giang Mục Dã đến nỗi gần như ngang hàng với Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu. Có fans hâm mộ còn tính được chính xác rằng thời gian xuất hiện của nữ phụ Ninh Tịch thậm chí còn nhiều hơn nữ chính Ninh Tuyết Lạc 3 giây nữa. Chuyện này khiến fans hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc vốn đang bất mãn hoàn toàn nổi điên. Mẹ nó, đoàn phim làm ăn kiểu gì thế? Lại chơi trò giọng khách át giọng chủ, ai mới là nữ chính đây hả? Một nữ phụ nhỏ bé mà còn xuất hiện nhiều hơn Ninh Tuyết Lạc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn thấy Tuyết Lạc, không muốn thấy hồ ly tinh độc ác kia. Cái thì gì thế này, đừng có làm ô uế mắt chúng tôi nữa. Nữ phụ và nam phụ cướp cảnh như thế, việc này mà cũng thích hợp à? Đoàn làm phim hẳn có mơ ám rồi, đúng là khó coi. Chương 682, sau này xin hãy gọi tôi là mợ cả. Ngay lập tức fans của Giang Mục Dã liền thị uy. Vì fans của Ninh Tuyết Lạc như đám chó điên, kéo cả Giang Mục Dã vào nên không ít fans của Giang Mục Dã không chịu nổi nữa. Mấy người mù mắt rồi à? Nhan sắc của Ninh Tịch rõ ràng là nằm trên Ninh Tuyết Lạc mười con phố đấy. Mờ ám cái chó gì? Mấy người chửi cứ chửi nhưng đừng có liên lụy người khác. Hình ảnh của Giang Mục Dã tuyệt vời như thế, đương nhiên là phải chiếu nhiều rồi. Làm như đoàn làm phim ai cũng ngu như mấy người. Đây là trailer thứ hai, trailer đầu đã giới thiệu nam nữ chính rồi. Trailer 2 chú trọng nam nữ phụ thì sao? Có chỗ nào không hợp lý chứ? Đúng là ghen ăn tức ở.
Tóm lại là fans của Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu làm loạn, cuối cùng lại khiến fans của Giang Mục Dã nổi khùng. Hai bên liền đấu võ mồm mà sức chiến đầu của fan đung Giang Mục Dã đã vốn nổi danh khắp chốn. Bởi thế hai bên lập tức nổ ra một trận đấu võ mồm rung trời lở đất. Ninh Tịch thấy mà nổi hết cả da gà. May mà lần này mình cùng phe với Giang Mục Dã, thầm nghĩ sau này phải đối xử tốt với Giang Mục Dã một chút. Tên này thống lĩnh cả một đoàn quân thiếu nữ vô địch như thế. Lần này đối phương cũng chỉ là mắng cô rồi lỡ có mấy câu nhắc tới Giang Mục Dã mà thôi. Vậy mà fans của anh ta đã cắn đối phương đến nỗi máu tươi đầm đìa. Ninh Tịch vừa xem tin tức, vừa gọi điện cho Giang Mục Dã. Đầu bên kia đổ chuông mấy lần, Giang Mục Dã mới chậm chạp nhận điện thoại, còn chưa đợi Ninh Tịch nói gì đã đùng đùng nói một hơi. Đừng có kể cho tôi tình hình sau khi tỏ tình của bà. Tôi không muốn nghe chút nào, không muốn nghe, không muốn nghe, thế nhé, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Bye 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 bye, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã chết. Ninh Tịch đen cả mặt, ông bị thần kinh đấy à? Ai muốn kể với ông chuyện sau khi tỏ tình của tôi? Bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi mới vang lên giọng cảnh giác của Giang Mục Dã. Vậy bà gọi cho tôi làm gì? Ninh Tịch vừa lốt tin tức, vừa mở miệng, tôi chuẩn bị khen ông đó. Khen tôi, Giang Mục Dã càng cảnh giác hơn, bà mà cũng tốt tình thế à? Đúng vậy, tôi vừa về nhà, đang xem tin tức, Ninh Tịch trả lời. Vừa nói thế, Giang Mục Dã đã liền biết cô đang nói chuyện gì, anh ta như lập tức phục sinh, đắc chí nói, sao nào, đoàn quân thiếu nữ nhà tôi có sức chiến đấu được đấy chứ? Quá được luôn ấy, đúng là trâu bò thật, ôi chao, thật hâm mộ quá, không biết bao giờ tôi mới có một đoàn quân như thế nhỉ, cảm giác thật an toàn, nghĩ đến đã thấy vui rồi, giọng nói của Ninh Tịch tràn đầy hứng khởi. Bà còn non và xanh lắm, Giang Mục Dã ra vẻ tiền bối, một giây sau lại đột nhiên chuyển chủ đề, đúng rồi, bà tỏ tình xong thế nào rồi? Ninh Tịch nghe vậy liền câm nín, nói, chẳng phải vừa rồi ông còn bảo không muốn biết ư, con gái cũng không trở mặt nhanh như ông. Bà kệ tôi, Ninh Tiểu Tịch, có nói hay không, bà tỏ tình chưa, kết quả thế nào, tình hình bây giờ ra sao, Giang Mục Dã hỏi dồn dập. Ninh Tịch cố ý hừ hừ hơn nửa ngày rồi mới từ từ mở miệng, tình hình bây giờ là, bạn Giang Tiểu Dã, sau này đừng có không biết lớn bé gọi thẳng tên của trưởng bối như thế nữa, hãy gọi tôi là mợ cả đi, Giang Mục Dã. Chương 683, sự trả thù của Giang Long Vàng, bạn gái cũ biến thành mợ. Lúc này trong lòng Giang Mục Dã chỉ có bốn chữ thôi, ngày chó đẻ rồi. Giang Mục Dã hít sâu một hơi, gào lên với điện thoại, mợ ông nội bà ấy, Ninh Tiểu Tịch, đây là bà đang ép tôi đấy. Bà bất nhân đừng có trách tôi bất nghĩa, tôi muốn đi tố cáo với Lâm Chi Chi, nói với cô ấy là bà lén yêu đương vụng trộm sau lưng cô ấy. Ninh Tịch nghe xong lập tức bùng nổ, mẹ nó, Giang Mục Dã ông đừng có mà không biết xấu hổ như thế, có anh em nào như thế không? Anh em cái dám ấy, bà không phải là mợ của tôi à? Ông dám đi tôi chặt gãy chân chó của ông, này, này, tút tút tút, bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, rõ ràng là đã dập máy, đệ, không phải tên này định đi cáo trạng với chị Chi Chi thật đấy chứ, đàn ông mà lại thích chơi trò mách lẻo. Ôi ôi ôi, xúc động là ma quỷ mà, sao cô lại quên mất chị Chi Chi chứ? Hự, hồi trước cô còn thề son sắt với chị ấy là sẽ không có bạn trai trong thời gian này, bây giờ chẳng phải là tự vả vào mặt mình rồi ư? Sắc đẹp làm ngu người rồi, đúng là bị sắc đẹp làm ngu người mà. Ninh Tịch đang chuẩn bị gọi lại cho Giang Mục Dã thì màn hình điện thoại đã chớp sáng, người gọi tới là Lâm Chi Chi. Mẹ nó, tên lông vàng chết tiệt kia mách lẻo thật đấy à? Điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, Ninh Tịch buồn bực vò đầu bứt tai cuối cùng cũng chỉ có thể chịu chết nhận điện thoại, giọng nói run run, chị Chi Chi. Ninh Tịch, chị có chuyện muốn hỏi em phải trả lời thành thật cho chị. Phía bên kia đầu dây, giọng nói của Lâm Chi Chi vô cùng nghiêm túc. Ninh Tịch lập tức nghe lộp bộp trong lòng, nghĩ thầm lần này xong rồi. Khụ, chuyện gì vậy ạ chị Chi Chi? Ninh Tịch vẫn kiên trì giả vờ không hiểu. Lâm Chi Chi hỏi, quan hệ giữa em và Hồ Hồng Đạt là thế nào? Quan hệ của tụi em ư? Đợi một chút. Ninh Tịch ngẩn người, chị Chi Chi, chị vừa nói ai cơ? Hồ Hồng Đạt. Hồ Hồng Đạt là ai? Ninh Tịch ngơ ngác, không phải là Lục Đình Kiêu à? Bên kia điện thoại như có tiếng thở phào, em không biết là tốt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ninh Tịch bắt đầu phản ứng kịp, dường như chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Làm cô hết hồn, cô còn tưởng là cái tên Giang Mục Dã kia chạy đi mách lẻo thật chứ. Hồ Hồng Đạt là tổng giám đốc công ty bất động sản Hồng Đạt, trên mạng đồn là em được ông ta bao nuôi, chị đã cố hết sức bảo với bên phòng quan hệ công chúng, PR xóa hết những bài liên quan và tin tức cả trên Weibo nữa nhưng vì thiên hạ sắp công chiếu nên gần đây em rất được chú ý, tuy rằng bây giờ tạm thời lắng xuống nhưng rất có thể sẽ lại bị đào bới lên. Bên PR bảo chị hỏi em một chút xem có quan hệ với đối phương thật hay không nhưng mấy hôm nay em đang nghỉ ngơi nên chị không muốn phiền đến em. Lâm Chi Chi giải thích đơn giản một chút về tình hình hiện tại. Lần bắt cóc này Ninh Tịch vì không muốn gây ra phiền phức không cần thiết nên đã bảo Giang Mục Dã gạt Lâm Chi Chi vào phía đoàn phim, chỉ nói với bên Ngo,
Chương 686, Lục Đình Kiêu, anh lên đây đi. Đệ, mẹ nó đúng là nằm không cũng trúng đạn, tự dưng đúng lúc này lại up cái status như thế không phải chơi nhau quá rồi sao? Ninh Tịch cáu kỉnh. Chị đã cố gắng hết sức để liên hệ với bên Hồ Hồng Đạt rồi, mong là ông ta có thể ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng giờ một thế này chắc cũng ngủ mất rồi, tạm thời không liên lạc được. Nếu là hiểu lầm, chỉ cần ông ta đứng ra làm sáng tỏ là tốt rồi, nhưng chuyện này thật sự đúng là trùng hợp quá. Chân trước em vừa mới có scandal với ông ta, chân sau ông ta đã up cái status khiến người ta hiểu lầm như vậy, sợ là... Lâm Chi Chi trầm ngâm. Có người cố tình muốn chơi em. Ninh Tịch cau mày, chắc không phải đâu. Hồ Hồng Đạt dù sao cũng có thân phận là tổng giám đốc, ai có khả năng điều khiển ông ta hãm hại em chứ. Hơn nữa, tự rước phiền toái vào người chỉ vì gây chuyện với một minh tinh nhỏ, bị thần kinh à. Lâm Chi Chi, thế nên chị vẫn cho rằng khả năng cao chỉ là hiểu lầm thôi. Sáng mai chị sẽ đích thân tới chỗ của ông ta một chuyến, mong là sẽ không có biến cố gì. Ninh Tịch gật đầu, cũng chỉ có thể đợi tới mai thôi. Tạm thời em đừng có bất cứ động tĩnh gì, giờ em ra ngoài chỉ khiến fan càng kích động hơn thôi, giải thích cũng không có ai nghe, chuyện này chỉ có thể để tên Hồ Hồng Đạt đứng ra nói mới được. Vâng, em biết rồi. Sau khi giật điện thoại, Ninh Tịch hiển nhiên không thể ngủ được, cô chốc chốc lại lên mạng xem tình hình. Nghiêm khắc yêu cầu phong sát những nghệ sĩ bẩn, cắt bỏ tất cả đất diễn của Ninh Tịch, nếu không sẽ kiên quyết chống lại thiên hạ. Đồng ý, thời đại này cái giá phải trả cho việc làm sai trái cũng thấp quá rồi đấy, làm ra chuyện tổn thương tới người khác mà còn sống tự do tự tại như thế à, quá kinh tởm. Phương nữ thần của chúng tôi khí chất hơn Ninh Tịch mời dãy phố, Hồ Hồng Đạt có phải mù rồi không? Tiện nhân, đi chết cả nhà đi, tránh xa mục dã của bọn này ra. Ninh Tịch chống cằm, thở dài. Thời đại này fan cũng mất khống chế thật đấy. Vì cách qua một màn hình máy tính chẳng ai biết ai bên bất luận có nói gì cũng không cần phải trả giá. Thế nên càng ngày càng nhiều anh hùng bàn phím xuất hiện, cũng không cần biết sự thật thế nào nói ra những lời vô trách nhiệm còn tự xưng là nghĩa hiệp. Giờ đã là 1 giờ sáng rồi, Ninh Tịch vẫn đang lội Weibo, tránh để tới lúc xảy ra chuyện gì mới lại không biết. Đang chuẩn bị đi pha cà phê uống cho tỉnh táo, điện thoại bỗng vang lên, có một tin nhắn mới. Lục cải xanh, chưa ngủ à? Ninh Tịch đang định trả lời, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Cô vội đi tới cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống, chân cô đã có thể đi lại từ từ, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Quả nhiên, cô thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới lầu, cạnh cửa sổ xe sáng lên một chấm đỏ nhỏ, hình như đang hút thuốc. Đường Tiểu Tịch, anh đang ở dưới nhà em à? Ninh Tịch vừa gửi tin nhắn vừa dùng ánh sáng điện thoại vẫy xuống dưới. Rất nhanh, Ninh Tịch thấy chiếc xe đó mở cửa ra, một người bước từ trong xe xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể ngờ ngợ thấy một bóng người cao lớn hơi ngẩng đầu lên. Tuy không nhìn rõ mặt anh nhưng có thể cảm thấy được là anh đang nhìn cô. Tim Ninh Tịch hơi đập nhanh, cô gọi luôn điện thoại, alo. Sao anh lại ở dưới nhà em? Ninh Tịch hỏi. Không biết, đầu bên kia truyền tới một giọng nói mát lạnh như mang theo cơn gió đêm, phảng phất vài phần cô đơn. Không biết, trả lời kiểu gì vậy? Có điều, tim Ninh Tịch bỗng mềm xuống, nếu em không phát hiện ra, chắc không phải anh định ở đó cả đêm đấy chứ. Chắc thế. Lục Đình Kiêu, anh lên đây đi. Lục Đình Kiêu sững mất mấy giây sau đó nói, thôi không cần đâu. Lên đây. Chương 687, em còn có thể ăn thịt anh nữa đấy. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Tịch vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng yên ở cửa, cô vươn tay ra kéo anh vào, em còn có thể ăn anh được nữa đấy. Trên mặt Lục Đình Kiêu hiện lên một tia bất đắc dĩ. Anh đâu có sợ cô, anh đang sợ chính mình thôi. Em đang làm gì thế? Thấy cô một thế rồi vẫn chưa ngủ, trên giường còn bật laptop. Lục Đình Kiêu không khỏi nhíu mày. Ninh Tịch gãi đầu, đi tới bên giường ngồi xuống, lại ôm laptop lên, xảy ra chút chuyện nhưng cũng không quá đáng lo. Lục Đình Kiêu hơi thay đổi sắc mặt, anh sải bước đi tới. Nhìn qua đại khái anh cũng hiểu rõ được tình hình, sau đó liền rút điện thoại ra. Ninh Tịch kịp thời phát hiện, cô nhanh tay đè tay anh lại, anh làm gì thế? Gọi điện cho Hồ Hồng Đạt. Ninh Tịch giật giật khóe miệng, dùng dao mổ trâu giết gà à? Không đúng, của anh phải là Thanh Long Yển Nguyệt Đao mới đúng. Chị Chi Chi đã chuẩn bị sáng mai đích thân tới công ty Hồng Đạt một chuyến rồi. Ninh Tịch nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, cô cảm thấy có những chuyện buộc phải bàn bạc với Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, mình nói chuyện đi. Ninh Tịch nghiêm túc nhìn anh. Nghe thấy lời này của cô, Lục Đình Kiêu bỗng thấy căng thẳng lạ thường, anh lập tức đứng thẳng lưng, được. Nhìn phản ứng của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch tỏ ra khó hiểu. Anh ấy hồi hộp như vậy làm gì, trong mặt cứ như cô sắp làm ra chuyện gì bội tình bạc nghĩa lắm vậy. Ninh Tịch đắn đo suy nghĩ, sau đó mới mở lời, anh cũng biết đấy, chị Chi Chi ngay từ đầu đã đưa ra 3 điều kiện, hiện tại em không thể yêu đương, kết quả, em lại gây án thế này. Ninh Tịch thở dài, cô sờ lên gương mặt đẹp trai của Lục Đình Kiêu, mỹ nhân à, vì anh em có thể không màng tất cả. Lục Đình Kiêu tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô,
không khỏi bật cười, thế nên. Linh Tịch nói câu đó ra xong xấu hổ không biết nói gì nữa, thế nên, chuyện của hai chúng ta phải giữ bí mật. Thế thôi hả? Chính thế đấy, không anh tưởng em muốn nói gì nữa. Linh Tịch cũng biết như vậy quả thật có hơi bất công với Lục Đình Kiêu nên cô lại cẩn thận dỗ dành. Em biết như thế có hơi tủi cho anh nhưng đây là công việc của em cũng bất đắc dĩ lắm. Yên tâm, anh sẽ phối hợp cũng sẽ không can thiệp hay nhúng mũi vào công việc của em. Linh Tịch cảm động rưng rưng nước mắt, hu hu hu, boss à, anh thật tốt. Còn chưa nói hết, Lục Đình Kiêu lại bồi thêm một câu, nhưng anh cũng có yêu cầu. Anh nói, chỉ cần em có thể làm là được. Linh Tịch vội nói, nếu em có chuyện gì không thể giải quyết được, dù cho em có phản đối anh cũng vẫn sẽ nhúng tay vào. Anh là ông chủ của em nhưng cũng là người đàn ông của em. Anh không thể nhìn cô gái của mình bị ức hiếp mà ngồi yên mặc kệ được. Nói đến đây, ánh mắt Lục Đình Kiêu lạnh xuống. Anh biết em có cách đặc thù của em để giải quyết vấn đề nhưng từ nay về sau anh không cho phép em dùng cách đó nữa. Thế giới này có quy tắc riêng của nó, hiểu không? Linh Tịch hiểu, Lục Đình Kiêu đang chỉ việc lần trước cô cầm súng đi bức cung tên chuyên viên đạo cụ kia. Chuyện đó đúng là do cô quá kích động. Nếu khi ấy không có Lục Đình Kiêu thu dọn tàn cục, tên đó mà công khai việc cô cầm súng uy hiếp hắn, vậy hậu quả. Khi mới về nước, cô đã thề sẽ rũ sạch tất cả quan hệ trong quá khứ. Nhưng, thật ra, khi một người sống trong một thế giới cứ đồng tí là lấy việc đánh giết ra để giải quyết vấn đề quá lâu, sau khi trở về với thế giới bình thường quả thực sẽ có một khoảng thời gian dài không thể thích ứng được. Lục Đình Kiêu nói không sai, thế giới này cũng có quy tắc riêng của nó. Ninh Tịch liền tỏ ra ngoan ngoãn, biết rồi thưa boss, nếu bị bức quá em lại đi ôm đùi anh là được chứ gì. Chương 688, hay chúng ta làm chuyện gì đó thú vị đi. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, thần sắc Lục Đình Kiêu mới từ từ thả lỏng. Nói rồi, anh thấy trên đầu giường cô có một gói cà phê mới xé một nửa liền tỏ ra không tán đồng, sức khỏe của em còn chưa hồi phục hoàn toàn, không được thức đêm, ngủ sớm đi. Hà, nhưng vừa mới náo loạn lên thế nên giờ đầu óc em vẫn đang kích động lắm, không ngủ ngay được. Ninh Tịch chống cằm, lẩm bẩm đầy vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, không biết cô nhớ đến chuyện gì đó, mắt sáng lên, hì hì hì, nửa đêm canh ba gió mát thế này, hay bọn mình làm chút chuyện gì đấy thú vị đi. Giọng Lục Đình Kiêu biến khàn, làm gì? Một lát sau. Đừng. Trong phòng ngủ truyền ra từng đợt tiếng Ninh Tịch la hét ầm ĩ. Còn Lục Đình Kiêu vẫn thờ ơ nhìn cảnh gào khóc thảm thiết trong máy tính trên nền nhạc kinh khủng. Anh đen mặt. Cái mà cô gọi là chuyện thú vị chính là xem phim ma sao? Ninh Tịch trốn cả người trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ, sợ đến trắng bệch cả mặt, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng trong ngăn kéo có ma, đừng mở ra. Lục Đình Kiêu cạn lời, đáng sợ như thế sao em còn xem làm gì? Thế mới kích thích chứ, em xem bao nhiêu là phim rồi, chỉ mỗi phim ma là chưa xem thôi, vì em sợ ma hu hu hu. Ninh Tịch đau khổ nói. Lục Đình Kiêu nghe vậy nhíu mày, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy cô cũng biết sợ cái gì đó. Nên lúc em một mình em sẽ không dám xem đâu, may hôm nay lại có anh ở đây, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội tốt này rồi, Ninh Tịch hưng phấn nói. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, sau này anh xem với em. Ninh Tịch gật đầu như dã tỏi, hơi hốt hoảng nhìn Lục Đình Kiêu. Vốn dĩ cô còn tưởng ở một mình lâu rồi, bên cạnh tự nhiên có thêm người sẽ không quen. Nhưng hiện tại, cô nằm trong chăn xem phim ma còn Lục Đình Kiêu lại ngồi cạnh xem cùng cô, thì ra cảm giác có người bên cạnh cũng thật tuyệt. Đại khái vì khí thế đại ma vương quá mạnh khiến độ khủng bố của bộ phim cũng hạ xuống mức thấp, cô xem phim đến nỗi đang xem giờ còn ngủ luôn được cơ mà. Thấy cô gái của mình ngủ ngon, Lục Đình Kiêu tắt máy tính rón rén vén lại chăn cho cô. Vừa đứng dậy, điện thoại trên người bỗng rung lên từng nợt. Người gọi tới, Mạc Lăng Thiên. Ánh mắt nhu hòa của Lục Đình Kiêu bỗng lạnh xuống. Bạn đang nghe truyện từ Happy Audio. Và từ tận đáy lòng, tụi mình rất biết ơn bạn về điều này. Nếu bạn không phiền, thì hãy nhấn theo dõi để ủng hộ chúng mình. Và cũng như bạn có thể quay lại để nghe tiếp bộ truyện nếu bận đột xuất. Khi tìm kiếm, các bạn hãy thêm từ HBA91 ở phía sau tên truyện để dễ dàng tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.